Trong nhiễm ô, nhiễm ô quan trọng nhất chính là dục vọng. Nam dục tài sắc danh thực thụy. Trong kinh Đại thừa nói tài sắc danh thực thụy, đây là năm cái rễ của địa ngục. Có một cái thì quý vị có thể bị đọa địa ngục rồi, năm cái đều có vậy thì chắc chắn đọa địa ngục thứ này là tốt sao không phải là thứ tốt cho nên phật dạy đệ tử những thứ này không tách rời được cuộc sống của quý vị quý vị sống trong thế gian này quý vị không thể không có phật dạy chúng ta đề cao cảnh giác biết dừng đúng lúc. Nhất định không thể ở trong đó mà khởi tham sân si. Đã được rồi thì khởi tham sân si, đã không được thì sân nhụy. Đây là ngu si. Quý vị phải đoạn tham sân si. Muốn đoạn tham sân si thì phải diễn ly năm sự việc này. Ở đây chúng ta nhất định phải biết. Không những phải đoạn trừ dâm dục, ngủ dục cũng phải đoạn. Cố gắng giảm nhẹ nó. Không nên chú ý tìm cầu trong kinh giáo đại thừa đức phật luôn dạy chúng ta tùy duyên mà không phan duyên vậy là rất tốt ý nghĩa này rất tốt nhưng vì sao người thông thường không buông bỏ được tôi phải ăn cơm tôi phải mặc áo tôi phải ở trong nhà Ông bảo tôi đều buông bỏ hết tôi làm sao mà sống Cho nên họ không buông bỏ được Thật sự có thể giúp chúng ta buông bỏ Thực tế mà nói Hiểu nhân quả Quý vị sẽ dám buông bỏ Sách nhân quả nhập môn Tôi cảm thấy liễu phàm tử quân tốt Đối với chúng ta thật sự có lợi ích Liễu phàm tử quân nói cho chúng ta một sự thật quan trọng Đó chính là nói Miếng ăn miếng uống đều do tiền định Không phải quý vị có thể kiếm được, quý vị có thể cầu mà được, không phải trong mạng định sẵn rồi. Trong mệnh ai định đoạt, bản thân đã định đoạt rồi. Ở đây Phật nói rất hay, dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị. Quý vị muốn biết được đời trước tạo là nhân gì? Đời này quý vị đã nhận được chính là Là quả báo Dục tri lai thế quả Kim sanh tác giả thị Hai câu này nếu thẩm thấu được rồi Quý vị sẽ dám học theo Phật Tôi thật sự buông bỏ những nghiệp quá khứ đã tạo trong đời này tôi thừa nhận nếu như tôi không làm cái nghiệp chết đói tôi cái gì cũng không cầu hình như mỗi ngày đều có thứ để ăn sẽ không bị đói vì sao vậy trong mạng của quý vị không phải là mạng chết đói quý vị không phải là số chết lạnh quý vị chắc chắn có áo quần mặc Quý vị lo lắng để làm gì? Trong đời quá khứ làm những gì? Trong đời này trước khi học Phật làm những gì phải biết được Sau khi học Phật tôi lại làm những gì? Quý vị phải đem vấn đề này nhìn cho rõ ràng cho thấu đạo Tông quý vị liền định được Trước khi học Phật không sai là tạo những nghiệp ác là vô tri Tập ký phiền não trong đời quá khứ Nhưng nghĩ xem bản thân thật sự vẫn có thiện căn Vì sao vậy không có ý niệm hại người Người khác tổn hại tôi tôi vẫn có thể thông cảm cho họ không tính toán với họ Đây đều là thiện căn Điều này đối với đời này và đời sau của chúng ta đều có sự giúp đỡ rất lớn. Sau khi học Phật hiểu được rồi. Tôi năm xưa lúc mới học Phật. Thầy giáo dạy tôi bố thí. Vậy tôi học ba loại bố thí tu tài bố thí tài sản của quý vị sẽ dùng không hết tu pháp bố thí quý vị sẽ thông minh trí tuệ tu bố thí vô ủy, quý vị sẽ được mạnh khỏe trường thọ đây là nghĩa rất cạn không phải là nghĩa thâm sâu nó là thật không phải là giả Tôi rất nghe lời Y giáo phụng hành Lúc đó Cuộc sống vô cùng gian khổ Thầy giáo nói với tôi Kiếp trước không tu bố thí tài vật Cho nên kiếp này cuộc sống vô cùng nghèo khó cũng không tu bố thí vô úy, cho nên thỏa mãn của anh không dài. Cũng may mắn, anh còn có tu một chút bố thí pháp, có một chút thông minh trí tuệ. Hiện tại nếu như chịu nỗ lực để bổ sung hai thứ này, vẫn còn kịp. Lúc đó tôi 26 tuổi Đại sư chương gia nói với tôi như vậy Tôi thưa với thầy giáo tôi không có tài sản Mỗi tháng chỉ có một chút tiền lương này đủ sống thôi Còn phải rất tiết kiệm Làm gì có tiền để bố thí Thầy hỏi tôi một hào có không Một hào tôi có thể có một đồng thì sao một đồng cũng có thể có vậy thì bố thí từ một hào một đồng đó một hào một đồng này bố thí như thế nào lúc tiếp xúc với phật pháp hiểu được phật pháp là đại học vấn không phải là mê tín thế nên cũng bắt đầu đi đến chùa chiền trước đây nhất định không đến chùa bao giờ vì cho rằng tôn giáo là mê tín đến thư viện rồi đi tìm sách xem cũng quen biết rất nhiều bạn bè học phật nhìn thấy họ in kinh lúc in kinh cầm một danh sách mọi người đến góp tiền in kinh không câu nệ nhiều hay ít chúng tôi viết một hào cũng được viết năm hào cũng được viết một đồng cũng được thầy giáo dạy như vậy tôi làm thật thêm một cái nữa là phóng sinh phóng sinh cũng là mọi người cầm danh sách đến thu tiền chúng tôi thật sự bắt đầu từ một đồng một hào làm như vậy được khoảng ba năm thu nhập tương đối ổn định nhiều rồi thì làm sao, có bao nhiêu thì bố thí bấy nhiêu, không giữ lại. Càng bố thí càng nhiều. Thật vậy, không giả dối tí nào. Càng bố thí càng nhiều. Tiền từ đâu mà có cũng không hiểu nữa. Nói chung hãy có tiền là bố thí là làm việc tốt. Không có tiền còn tốt hơn có tiền. Bởi vì có tiền còn phải nghĩ cách tiền này phải làm như thế nào, phải đem nó dùng cho hết. Không có tiền thì không cần nghĩ những sự việc này nữa. Thầy giáo muốn tôi học Phật Thích Ca Mâu Ni Phật Thích Ca Mâu Ni một đời không có chùa chiền, không có tự diện, sống cuộc sống du mục. Ở đâu có duyên thì đến nơi đó, điểm này tôi học được rồi. Học Phật 60 năm, giảng kinh 53 năm. Thật vậy, ở đâu có duyên thì đi đến đó, rất tự tại Các nơi cúng dường Ngày càng nhiều Tôi học ứng quan đại sư Làm một sự việc In kinh bộ tát. Tôi không làm những việc khác Cho nên trong đạo tràng này Kinh sách hay đĩa CD Đều là miễn phí kết duyên cho mọi người Thập phương cúng dường tôi Tôi làm việc này Ấn quan Đại Sư Một đời chỉ làm việc này Đội dự cứu tế thiên tai Đều là từ trong tiền in kinh Rút ra một bộ phận để cứu tế Dùng in tặng kinh luận sách hay là chính Đây là việc tốt Hiện tại không những Phật Pháp chúng ta Phải cứu giảng Nho và Đạo cũng phải cứu giảng Người hoàng Pháp ít rồi chúng ta nói tới ba nhà nho thích đạo người càng ngày càng ít vấn đề này rất nghiêm trọng điển tịch rất nhiều trong thiên tai sẽ bị hủy hoại mất làm thế nào để những điển tịch này vĩnh viễn truyền xuống mà không đến nỗi làm cho thất truyền Chỉ có một phương pháp In số lượng lớn Khắp nơi đều cất giữ Đây là phương pháp đáng tin cậy nhất Cổ nhân rất dụng tâm Quý vị xem xem ở phòng sơn Bắc Kinh Nhìn thấy thạch kinh đó là một bộ đại tạng kinh Được khắc trên đá Khắc bao lâu rồi? Tám trăm năm rồi Quý vị xem cổ nhân dụng tâm Chỉ lo sợ kinh điển bị thất truyền Dùng phương pháp này để bảo tồn Dụng tâm vất vả Nhưng phải hiểu được Nếu như một trận động đất lớn Thì nó bị quỷ hết may là phật pháp chúng ta nói nơi kinh tạng có mặt nhất định có thần hộ pháp gia hộ động đất lớn không nhất định có thể xảy ra nơi đó vì thế hiện tại kỹ thuật in ấn phát triển số lượng càng nhiều càng tốt có thể chia tặng cho toàn thế giới mỗi một quốc gia trong thư viện trường đại học đều có cất giữ thì sẽ không bị thất truyền Trên thế giới thiên tai nhiều hơn nữa Không thể là hoàn toàn bị quỷ diệt hết Cũng sẽ có lưu lại được vài bộ Đây là phương pháp tốt Cho nên chúng tôi in những loại sách hay với số lượng lớn Lưu thông số lượng lớn Một mặt khích lệ một số người đến học tập một mặt là đem những thứ này lưu truyền cho đời sau Quan trọng nhất là nhân tài Nhân năng hoàng đạo phi đạo hoàng nhân Cho nên tôi thường nói Hoàng Pháp khó Hộ Pháp càng khó Công đức Hoàng Pháp rất lớn Công đức hộ pháp càng lớn hơn. Phật Thích Ca Mâu Ni trước khi nhập diệt, Đem sự diệt hộ pháp này phó thác, Cho quốc dương đại thần. Quốc gia có phước báo, Hỗ trì Phật Pháp, Hiện tại trên thế giới này Rất nhiều quốc gia tôn sùng khoa học Cho rằng đây là tôn giáo, đây là mê tín Không còn hỗ trì nữa Cho nên Phật Pháp, tất cả Pháp Không những là Phật Pháp Pháp của Thánh Hiền Dần dần điêu linh phải quỷ diệt rồi Trên trái đất thiên tai nhiều lên Nhân quả này bày ra trước mắt chúng ta Không cần phải là người rất thông minh Người bình thường, bình tĩnh mà ngẫm nghĩ Quý vị sẽ hoàn toàn hiểu rõ được Pháp của Thánh Hiền đặc biệt là Phật Pháp Người nào tu người đó có phước cả nhà quý vị tu, cả nhà quý vị sẽ có phước. cả khu vực quý vị ở tu thì cả khu vực đó có phước bao, không sai chút nào. nếu như người lãnh đạo của khu vực này họ đề xướng, họ hỗ trợ, khu vực này sẽ không có thiên tai. Khu vực này nhân dân nhất định sẽ vô cùng hạnh phúc an lạc. Nhưng chúng ta nói những lời này có ai tin? Có thể có được một khu vực làm thí nghiệm. Sẽ thí nghiệm ra được liền có thể chứng minh ra được. hiện tại vì chúng ta thường tuyên dương người nghe cũng nhiều đích thực có người có tâm muốn làm tôi chỉ cần biết được họ muốn làm tôi liền khích lệ họ làm tôi có thể giúp quý vị làm Người Trung Quốc nói là một hình mẫu cho mọi người xem Khu vực của tôi chuyên môn Hoàng Dương Nho Tiếp Đạo Khu vực này không có thiên tài Khu vực này nhân dân đều sống rất an lạc Không dễ làm đây là điều chúng ta nên biết nên phải nỗ lực hướng theo phương hướng này để làm nếu như lại có thể lễ phật niệm phật phát tâm bồ đề Nhất hướng chuyên niệm giảng sanh tịnh độ chính là thú hướng đại bác niết bàn căn bản pháp luật Trong thời đại mạt Pháp của Thế Tôn Đây là một con đường chính Là một con đường tắt vững vàng nhanh chóng Bảo đảm trong một đời thành tựu Không những bản thân thành tựu Giống như tôi vừa nói Bảo hộ cho gia đình quý vị Gia hộ cho một khu vực Vừa nghe danh Phật liền đầy đủ công đức như vậy. Như vậy giống như đoạn trước đã nói. Không chỉ một nguyện này. Chúng ta từ nguyện thứ 18. Thập niệm tất sanh. Nguyện thứ 19 phát tâm Bồ đề. Nguyện thứ hai mươi đều làm A Duy diệt Trí Bồ Tát Nguyện thứ hai mươi mốt nghe danh sám hội Niệm Phật nhất định giảng rằng Đến nguyện thứ hai mươi bảy trước đây Công Đức đã nói Nghe danh liền đầy đủ rồi Túc chứng Phật hiệu Danh cụ dạng đức Đây là thâm nghĩa Một câu A-di-đà Phật này Nếu như dùng tâm chân thành Tâm thanh tịnh Tâm cung kính để niệm Trong một câu danh hiệu Phật công đức vô lượng vô biên Người thường không biết được Vì sao hiệu quả niệm không rõ lắm Vì có miệng mà vô tâm Tức là trước đây đã nói Dụng tâm bất nhất Tâm tán loạn tính tâm chưa đủ phát nguyện không khẩn thiết niệm phật có tạp niệm có gián đoạn nói cách khác niệm niệm không có tách rời ngũ dục lục trần của thế gian ngày ngày nghĩ những điều này thời gian muốn niệm phật bồ tát ít quá hơn nữa không chuyên cần cho nên hiệu quả không rõ ràng chỉ có thiểu số người rất ít người chuyên nhất niệm phật đa phần vào lúc nào mắc trọng bệnh Thầy thuốc tuyên bố không thể cứu chữa nữa Biết bản thân sắp chết rồi Khoảng vào lúc này Mới buông bỏ dạng duyên nhất tâm chuyên niệm Không ngờ rằng niệm đêm nửa tháng Một tháng bệnh của họ niệm lành được Đây là gì? Họ vẫn còn có thọ mạng họ mắc bệnh nặng đó là nghiệp chướng một loại là túc nghiệp một loại là oán thân trái chủ công đức phật diệu đều có thể hóa giải được những vấn đề này có thể tiêu trừ nghiệp đời trước của quý vị có thể hóa giải oán thân trái chủ quý vị tuy không qua lại với họ quý vị thật học phật thật niệm phật rồi công đức này họ cũng có phần tuy rằng quý vị không cố ý hồi hướng đến họ họ cũng có được một phần vì sao vậy vì họ có duyên với quý vị quý vị có lợi ích họ cũng được hưởng nhờ là đạo lý như vậy họ bệnh lành rồi giống như sự việc này Chúng tôi trong quá trình học Phật mấy mươi năm Những ví dụ nhìn thấy được Chưa đến một trăm ví dụ Ít nhất cũng có sáu bảy mươi ví dụ Tôi thấy rất nhiều Đây là thật không phải giả vì sao bệnh nặng như vậy đây là hai loại nghiệp một là túc nghiệp quý vị trong đời quá khứ và đời nay bản thân đã tạo tội nặng quá ngoài ra còn một loại khác là oán thân trái chủ đến tìm quý vị gây phiền phức đến đoài mạng quý vị vì sao họ bỏ qua cho quý vị vì họ đi rồi Oai thần bổ nguyện của Phật A Di Đà gia trì cho quý vị. Quý vị thật sự niệm Phật bốn mươi tám nguyện gia trì. Thật sự có tính tâm, tính tâm kiên định, có nguyện tâm tôi trong đời này một mục tiêu một phương hướng, một phương hướng là thị giới tây phương cực lạc. Một mục tiêu là thân cận Phật A Di Đà. Thì giới cực lạc sau khi thành Phật, giống như Phật vậy, quay ngựa thuyền từ phổ độ chúng sanh. Phàm là chúng sanh có duyên với quý vị, có thể không tôn trọng được sao? Có thể không khâm phục quý vị sao Sẽ tổn hại quý vị sao Không thể nào Vì sao vậy Vì quý vị thành tựu rồi Chính là họ thành tựu Quý vị chắc chắn điều đầu tiên Là đi độ cho họ Gọi là Phật độ người hữu duyên Bớt luận là có ơn với quý vị hay là có oán Hoặc là có nợ nần với quý vị Tất cả đều được độ tại thế gian này có thể làm được mấy trận không nhiễm triệt để buông bỏ chỉ làm tốt một sự việc là giới thiệu phật pháp đại thừa thế giới cực lạc cho đại chúng đây là việc rất tốt làm cho mọi người hiểu rõ phật pháp hiểu biết về phật pháp lý giải được phật pháp y giáo tu hành chúng ta trong đời này sống không uổng phí Nhiều người được lợi ích như vậy Bản thân còn có thể không sanh tịnh độ sao Không có lý gì là như vậy Bản thân chắc chắn được giảng sanh Không có chút hoài nghi nào Đây là công đức nghe tên Di diệu khó nghĩ bàn như Tôn Thắng Đà La Ni Kinh. Trong kinh có mấy câu nói Chư phi điểu xuất sanh Hàm linh chi loại Giăng thử đà la ni Nhất kinh ư nhĩ tận thử nhất thân Cánh bất phục thọ Đây là lợi ích Của Kinh Giáo Đại Thừa Kinh Giáo Đại Thừa đối với cõi súc sanh Quý vị xem phi điểu súc sanh Ngày nay chúng ta nói động vật Phật Pháp nói trong lục đạo có súc sanh Chúng có linh tánh Không khác gì con người Cũng là con người Sau khi chết rồi Thác sanh đến quải này Thọ thân súc sanh Văn thử Đà La Ni Đây là Đà La Ni Kinh Đà La Ni là tiếng Ấn Độ dịch thành tiếng trung là tổng trì tổng tất cả pháp trì tất cả nghĩa xuất sanh nghe đến kinh gian này chúng hiểu được Một khi qua tay Hết thân này rồi Không thọ thân này nữa Chúng liền có thể xa lìa cõi súc sanh Có thể xa lìa thân súc sanh Đi đến nơi nào Đến cõi người Hàng thiện căn sâu dày Trong đời quá khứ có tu hành Chúng đến quái trời không còn bị đọa trong ba đường ác đây là lợi ích chúng sanh nghe kinh dưới đây trong niết bàn kinh có câu nói còn sâu sắc hơn ý nghĩa này Chúng ta xem tiếp Đại Niết Bàn này Cũng lại như vậy Đây là Đại Niết Bàn Kim Nếu có chúng sanh Chúng sanh này phạm gì rất lớn Không chỉ là cõi súc sanh Cõi ngạ quỷ, cõi địa ngục Cho đến cây cỏ hoa lá sơn hà đại địa tất cả chúng linh đều nghe được hết tụng kinh họ nghe rồi chúng ta không thể không tụng đọc một cách cung kính không thể khinh mãn Tất cả pháp đều là từ trong cung kính mà cầu ra được. Chúng ta tụng kinh là bố thí cho tất cả chúng sanh, phải cung kính thì họ mới được lợi ích. Giảng kinh lại cũng như vậy. cổ đức còn đem kinh điển khắc lên chuông khánh khắc lên trên đó đặc biệt là chuông lớn có lúc đem một bộ kinh hoa nghiêm toàn bộ kinh văn khắc lên đại hồng chung Đại hồng chung vừa giống một tiếng. Tất cả chúng sanh đều nghe được hết. Có người không có khả năng này, quỷ thần có năng lực này, Chúng ta từ đây thấy được cổ nhân đối với việc Hoàng Dương truyền bá Phật Pháp Đối với tất cả Pháp giới chúng sanh Đối với Sơn Hà Đại Điện Cho nên Sơn Hà Đại Địa ít thiên tai Nó có nguyên nhân Hiện tại khoa học phát triển rồi Có tivi Có mạng internet Ngưỡng công cụ truyền bá này So với ngày xưa Tiến bộ hơn rất nhiều Chúng ta nên Đem những kinh luận này không ngừng phát triển trên mạng Internet. Phát lên sóng trên truyền hình. Phá giới hư không tất cả chúng sanh đều tiếp nhận được. Sự ảnh hưởng này không chỉ là sơn hà đại địa mà ảnh hưởng đến Pháp giới hư không giới Không trung Ngạ ngữ xưa quá câu ngẩng đầu ba thứ có thần minh Những thần minh này ở trong không trung trong những sóng điện từ của chánh pháp của Bác nhã có niết bàn tất cả họ đều được lợi ích chúng ta có thể ở đây tận tâm tận một phần tâm tận một phần sức đều là vô lượng vô biên công đức chân thật quý vị xem trong kinh niết bàn nói nếu có chúng sanh nghe kinh qua tay bảy kiếp sau này không đọa đường ác bảy kiếp là nói về thời gian bảy tiểu kiếp thời gian đó cũng rất dài kiếp có rất nhiều cách để nói trong kinh điển cũng có ghi chép. Các địa phương chúng sanh căn tánh không tương đồng. Phật tùy theo chúng sanh mà thuyết pháp. Là tùy tục đế. Cho nên có các loại khác nhau. Nếu như là nói chân đế Chân đế không có ai hiểu Chân đế là gì? Chân đế không có không gian, không có thời gian Đây là nói sự thật với quý vị Quý vị có phân biệt qua chấp trước liền có thời gian, liền có không gian Phân biệt chấp trước buông bỏ rồi Thời gian và không gian cũng không còn nữa Vậy chúng ta hiểu được các loại chúng sanh không giống nhau phân biệt chấp trước không giống nhau cho nên đối với khái niệm thời gian dài ngắn không tương đồng nói chung kiếp là thời gian rất dài phật ở trong kinh nói với chúng ta thọ mạng con người thọ mạng con người trong cõi người Lúc ngắn nhất Bình quân tuổi thọ là 10 tuổi Đây là lúc ngắn nhất Từ 10 tuổi Mỗi 100 năm thêm 1 tuổi Thêm cho đến 8 dạng 4 ngàn tuổi Chính là tuổi thọ con người Dài nhất là 8 dạng 4 ngàn tuổi Từ 8 dạng 4 ngàn tuổi Mỗi 100 năm giảm đi 1 tuổi lại giảm cho đến 10 tuổi Một tăng giảm như vậy gọi là một kiếp Là tiểu kiếp Bảy lần tăng giảm như vậy Thời gian này rất dài Rất dài Nó không đọa đường ác Lợi ích kinh giáo lớn đến như vậy nói ở đây đều là kinh đại thừa tôn thắng đà la ni kinh là của mật tông đều là đại thừa kinh đại thừa có năng lực lớn như vậy lại nói với chư vị trong tất cả kinh kinh thù thắng nhất là đại phương quảng phật hoa nghiêm kinh Càng thù thắng hơn kinh Hoa Nghiêm Chính là kinh mà hiện tại chúng ta đang học Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Nếu như đọc kinh Vô Lượng Thọ thì công đức này lớn đến bao nhiêu? Dựa qua kinh Niết Bàn Dựa qua tuôn thắng Đà La Ni Kinh Đáng tiếc là gì Chúng ta không biết vậy Tuy bộ kinh này Chúng ta từng tiếp xúc Từng khai giảng Bộ kinh này ngày xưa giảng 10 lần rồi Lần này giảng tỉ mỉ Báo cáo tâm đắc tu học 60 năm Cùng chia sẻ với các đồng học Đức thực Trong Kinh giáo Mà tất cả chư Phật Tuyên thuyết Không có kinh nào vượt qua kinh vô lượng thọ. Không có kinh nào vượt qua 48 nguyện. Nếu chúng ta không thể đọc toàn kinh thì quý vị đọc 48 nguyện. Công đức vô lượng vô biên thù thắng vô cùng Thông thường chữ văn trong kinh Vừa mở kinh ra Câu thứ nhất là như thị ngã văn Đây là nói về chữ văn Bất thị đảng văn Nghĩa kim tính thọ không phải chỉ là nghe đến nghe rồi thì sao nghe vào trong thức a la trong thiện căn nó không khởi tác dụng sau khi nghe được thì sao nghe được rồi phải tin nghe được rồi thì phải hiểu Sau khi hiểu được rồi thì phải y giáo phụng hành Cũng tức là Đem những lý luận trong kinh điển đã nói biến thành Tư tưởng của bản thân là kiến giải Tất cả những giáo huấn trong kinh luận Trở thành sinh hoạt hành vi của chúng ta Quý vị thật sự đạt được lợi ích Đây gọi là văn cho nên sau khi nghe có tính giải hạnh cuối cùng là chứng quý vị có thể hành quý vị chắc chắn sẽ có chứng chứng là gì đem văn tính giải Duyên dung thành một thể Tự lợi lợi tha Công đức không thể nghĩ bàn Thập phương chư Phật Vô lượng kiếp cũng nói không hết Họ muốn tán thán công đức của quý vị cũng tán thán không hết Vì sao vậy? Xứng tánh rồi tu định, tu tâm thanh tịnh, nhân giới đắc định. Quý vị không thể tuân thủ giới luật để làm tâm thanh tịnh của quý vị từ đâu mà có được? Không có phương pháp gì khác có thể khôi phục tâm thanh tịnh, chỉ có buông bỏ tất cả dục vọng thì tâm thanh tịnh mới hiện tiền. Cho nên những thứ này đều là ô nhiễm tâm thanh tịnh của chúng ta Đầu tiên quý vị phải biết tính chất của nó Tôi hiện tại muốn khôi phục tâm thanh tịnh của tôi Khôi phục tâm bình đẳng của tôi Những chứa ngại này phải buông bỏ nó đi Những nhiễm ô này phải thanh trừ nó Thanh tịnh bình đẳng liên hiển tiền Thanh tịnh bình đẳng là bản thân có là chân tâm của bản thân Cho nên tất cả những phương pháp tu hành không có gì khác Tất cả đều là giúp chúng ta đoạn phiền não, đoạn tập khi Những thứ này quý vị thật sự thể hội được Quý vị mới hiểu được Thế Tôn 49 năm dạy chúng ta những gì? Dạy chúng ta trở về với tự tánh Tức là dạy chúng ta trở về với Niết Bàn Mấy câu dưới đây là căn bản Pháp Luân Đại Niết Bàn Căn bản là tự tánh Tự tánh là bát niết bàn Lục tổ Huệ Năng Đại Sư nói rất hay Quý vị xem Ngài khai ngộ Câu đầu tiên Ngài nói Đâu ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh Câu thứ hai là đâu ngờ tự tánh vốn không sanh diệt Không sanh không diệt đó chính là đại bác niết Bàn câu thứ ba là đâu ngờ tự tạnh vốn tự đầy đủ quý vị còn cầu gì nữa không cần cầu nữa quý vị không khiếm khuyết một điều gì mỗi mỗi đều viên mạng chúng ta gặp được thiện duyên gặp được thiện tri thức dần dần rõ ràng được sự việc này bắt đầu học phật như đệ tử nhà phật thông thường thọ tam quy ngụ giới Bắt đầu học Phật Đây là gì là danh tự tức Phật Không giống Làm chưa được tốt lắm Những giáo huấn trong kinh điển Chưa thật sự làm được Đây là danh tự tức Phật nếu như những giáo huấn trong kinh điển Phật đều làm được rồi, trì giới Y theo giáo huấn của kinh điển nghiêm túc tu hành Tu là sửa cho đúng Hành là hành vi Ví dụ trước đây nói Nam dục tài sắc danh thừa thùy Nam dục này nhất định phải đoạn Vì sao vậy? Vì nó chứa ngại quý vị sanh thiên Sơ thiền thiên cũng không đến được Hà huống là khai ngộ Hà huống là thành Phật Cho nên những thứ này bắt buộc phải buông bỏ Trong tự tánh đích thực không có Chẳng những trong tự tánh không có Ngay cả trong thiền định cũng không có nếu như quý vị tu định thật sự nhập thiền định rồi trong thiền định năm dục này đều đoán rồi ăn uống cũng không cần nữa không cần ăn uống không cần ngủ nghỉ thân thể mạnh khỏe tinh thần sung mãn họ nhờ vào đâu mà duy trì thiền duyệt di thực Duyệt đó là gì? Duyệt là quan hỷ Ngài ngữ nói rằng Người gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái Có người gặp việc an vui Đặc biệt là tinh thần sẽ hưng phấn Mệt mỏi gì cũng đều quên hết Trong thiền định diễn diễn là an vui Trong Phật Pháp nói Pháp hỷ sung mãn thường sanh tâm quan hỷ từ đó chúng ta có thể hiểu được sự ăn uống này vốn có thể không cần thiết đây là tập khí tập khí này đoạn rồi ăn uống ngủ nghỉ đều có thể không cần đến đó đều là tập khí trong Tam Tự Kinh nói Nhân chi sư tánh bổn thiện Thiện đó là ý nghĩa gì? Năm loại dục vọng này đều không có Đó là thiện Có là bất thiện Tài sát danh tự thùy là gì? Là tập tánh Quý vị xem tánh tương cận tập tương diện Bản tánh mọi người đều giống nhau Cũng giống với Phật cũng giống với Phật Bồ Tát Bản tánh của chúng ta Tập tánh thì khác Phật Bồ Tát không có tập tánh Điều này cho dễ nên biết Họ không có tập tánh Tập tánh Nó đến đã lâu Từ lúc nào đã có từ cái ngày mà chúng ta mê thất bản tánh Tập tánh liền theo điểm Thời gian này tính không hết Điều này không thể không biết Nhà Phật thường nói vô lượng kiếp Lời này là sự thật vậy Điều đó có thể biết Chúng ta mê từ rất lâu rồi, đời đời kiếp kiếp. Trong lục đạo luân hồi. Ngay cả ý niệm cầu ra khỏi lục đạo luân hồi cũng không sanh khởi. Quý vị liền nghĩ đến tập khí này thâm sâu biết bao khó đoạn biết bao trong phật pháp công phu tu học công phu thật sự không phải là gì khác không phải là chúng ta mỗi ngày niệm phật nhiều ít lạy phật nhiều ít tụng mấy bộ kinh không phải là ý nghĩa này hoàn toàn là do nơi buông bỏ xem tập phí phiền não của quý vị buông bỏ nhiều ít Công phu xem từ đâu? Từ phiền não khinh trí tuệ trưởng từ đây mà nhìn ra. Quý vị mỗi năm phiền não đích thực đã nhẹ bước, năm nay nhẹ hơn năm trước. Năm trước nhẹ hơn năm trước nữa, mỗi năm mỗi nhẹ bước, trí tuệ mỗi năm càng tăng trưởng, đây gọi là công phu đây là công phu tu học thật sự của quý vị điều này quý vị nên biết chúng ta niệm phật niệm bao nhiêu đọc kinh đọc bao nhiêu những thứ này là trợ duyên là phương pháp quý vị dùng những phương pháp này nhưng phương pháp phải có thể nhận được kết quả hiệu quả chính là trí tuệ tăng trưởng phiền não nhẹ trí tuệ tăng đây là hiệu quả không có phiền não toàn là trí tuệ